đây sẽ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam đánh giá lại lực lượng trước thềm AFF Cup. Đội tuyển Việt Nam trong những buổi tập vừa qua vẫn chưa có được sự ổn định về nhân sự khi một số cầu thủ gặp vấn đề về sức khỏe. Ở buổi tập gần nhất, trung vệ Quế Ngọc Hải đã trở lại tập luyện, nhưng Văn Hậu và Hoàng Đức vẫn phải tập riêng do chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Trong khi đó, toàn bộ các cầu thủ còn lại tiếp tục duy trì tập chiến thuật, chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Philippines. Điều quan trọng nhất với huấn luyện viên Park Hang-seo vào lúc này chính là sức khỏe và phong độ của các cầu thủ trước thềm AFF Cup. Còn hơn một tuần mới đá trận mở màn, nên sẽ có những sai lệch nhất định về điểm rơi phong độ. Tôi cũng hơi lo việc để lộ chiến thuật dù Philippines đang ở bảng A. Tôi cũng lo ngại các cầu thủ gặp chấn thương nữa. Một vấn đề nữa là việc trận ngày mai với Philippines, tôi chỉ được thay 6 người. Vì như thế, đồng nghĩa là sẽ phải có những cầu thủ đã trọn vẹn 90 phút. Cũng theo huấn luyện viên Park Hang-seo tiết lộ, tiền vệ Quang Hải sẽ trở lại tập trung cùng đội tuyển Việt Nam từ ngày 15 tháng 12 tới. Trận bán kết đầu